Yahudi, hay móvil, sofa, hay chú, và thay yêu. Chúng ta thì bị lòng chú nhân từ, nhưng nhờ vào lòng bao dung, hoàn đại, và cảm thông của tất cả mọi người. Xin chú thứ tha, và lòng đức kinh hồn mong bà, cha mẹ của chúng ta về bên chú. Lạy chú, là cha nhiều lòng thương xót, xin dâng lên Chúa, ông bà, cha mẹ chúng con đang còn sống. Xin Chúa chúc đặt cho mọi nhà của các ngài được an vui hạnh phúc, sống viên mãn với con cháu. Xin Chúa cùng ban cho chúng con lòng biết ơn, cảm tạ và thấu hiểu đối với ông bà, cha mẹ và luôn cầu nguyện cho các ngài. Nguyện xin ơn Chúa ban xuống muôn vàn ơn thương chứa chan để mẹ cha kính yêu sống vui đời hạnh phúc an khang. Nguyện xin ơn Chúa ban trái tim thảo đồng hiếu sắc son để đời con sống sau biết đáp đền hồn ân lớn lao.
내 맥상 빈